Rồi, Toàn xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cây mai này 160 triệu coi cái tàn và bộ đế như thế nào ha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ mời các bạn xem cùng mình ha. Này, để mình cho các bạn xem cái bộ đế nó phía trong ha. Đây các bạn. Cái bộ đế này tầm khoảng cái bề hoành nó tầm khoảng một mét ha các bạn. Còn phía trên thì nó tầm khoảng 7-8 tấc. Còn nhánh thì rất là đều nè các bạn. Nè, nhánh chi đồ rất là đều ha. Thì cái mai này bữa hổm cháu mình có người lại trả giá là 160 triệu mà cháu mình không bán nha các bạn. Để mình cho các bạn xem góc bên kia ha. Góc bên này nè các bạn. Thì cái cây này nó cao tầm khoảng là 7-8 mét nha các bạn. Đây, mình cho các bạn xem chiều cao của nó. Cao là 7-8 mét luôn. Rồi, để mình cho các bạn xem phía trong ha. Này các bạn. Đây là phía trong cái bộ đế của nó nha các bạn. Tại vì cái nhiều nhánh đó mình vô mình quay không được các bạn. Nè, nhánh nó rất là đều ha. Đó. Thì cái ngay miếng này cái nhánh của nó rất là đều nè các bạn. Thì đế của nó là cũng đẹp ha các bạn. Kìa. Anh đi sát trong không được các bạn nè. Rất là đều luôn. Để mình cho các bạn xem góc bên kia ha. Đó. Đế rất là đẹp ha các bạn. Nhánh được rất là đều luôn. Thì theo mình thấy cây mai này 160 triệu là mình cảm thấy ưng bụng đó các bạn. Thì cái bộ đế quá dữ luôn kìa. Bộ đế uốn éo ha, rất là nhiều luôn. Tại vì nhánh rất là nhiều mình vô không được ha các bạn. Đó, nhánh rất là nhiều luôn. Đây phía trên của nó. Để mình vô trồng chút nữa các bạn. Đó, phía trồng đó. Xe bộ đế nữa ha. Đế rất là dữ luôn. Nhánh rất là nhiều. Đó là các bạn. Tầm 7 mét ha. Kế bên nữa nè các bạn. Đây hồi nữa mình cho các bạn xem cây kế bên luôn ha. Quá dữ cây mai kế bên. Này. Nãy mình cho các bạn xem cái góc đế bên kia ha. Thì cái này mình cho các bạn xem lại cái góc đế bên đây. Đây là cái góc đế phía bên đây của cây mai ha các bạn. Thì cái bộ đế phía dưới này thì nó tầm khoảng 1 mét. Ở dưới cái mặt của nó thì 1 mét nha các bạn. 1 mét đến 1 mét mấy, còn phía trên thì có khoảng 8-9 tấc á. Rất là to luôn. Tàn bề ngang của nó thì nó tầm khoảng 1 mét, 2 mét, 3 mét, 3 mét mấy ha các bạn. Bề ngang của nó là 3 mét mấy. Bề ngang thì 3 mét mấy, chiều cao thì có khoảng 7 mét, 6-7 mét. Đó các bạn. Đặt phía bên này của nó này.
đó. Góc đế là phía bên đây của góc đế nè các bạn, rất là đẹp luôn. Nhánh rất là đều luôn các bạn nè, nhánh thì đều rất là đều luôn. Cái tán ngang của nó là 3 mét mấy nha các bạn, chiều cao thì 6-7 mét. Thì cây này cũng rất là chỉnh, cái tàn rất là to đó các bạn. Thì cây này được rồi nha, người ta trả anh cháu mình là 160 triệu, nó mua một năm trước là 120, bây giờ có người trả nó là 160 mà nó không bán hết các bạn. Tàn đầy đủ, nhánh thì đế đầy đủ luôn đó các bạn. Cho các bạn xem phía sau ha. Thì đây cây đằng đó 2-3 cây nữa, tí nữa mình sẽ quay sau cho các bạn xem ha. Cây bên kia bộ đế còn khủng nữa đó các bạn. Thì bên đây là nhà của hai mình, nhà cô hai, nhà anh hai đồ bên đây nè. Còn bên đây nhà của anh Sáu. Đấy, còn phía trong ha các bạn. Cho các bạn xem lại lần nữa mình kết thúc video ha. Đây các bạn. Để mình cho bạn xem bộ đế lần nữa ha. Đó, bộ đế khá là khủng luôn các bạn. Điều nhánh lắm không? Là điện nhánh ha. Đế này uốn éo coi rất là đẹp ha các bạn. Rồi sau đây mình cũng kết thúc video luôn các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái cây mai 160 triệu như thế nào ha. Rồi mình cũng kết thúc video luôn. Cuối video mình cũng xin chúc các bạn luôn được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Rồi mình cũng hẹn các bạn vào những video tiếp theo luôn. Bye bye.